Trường tiểu học Trương Trắc ơi. Các bạn nhỏ trường tiểu học Trương Trắc ơi. Tôi nói các bạn có nghe thấy không? Có à? Thế các bạn có muốn biết về Mr. Bụi không? Biết à? Vậy bây giờ tôi sẽ kể các bạn nghe một câu chuyện về Mr. Bụi nhé. Các bạn có đồng ý không? Thằng Bụi mặt trăng đẹp thế nhỉ. Các bạn ơi, các bạn có biết hôm nay vì sao mặt trăng lại đẹp thế không? Hôm nay biết à? Quá đất nói giúp quậy không nhỉ? Hôm nay là ngày Tết Trung Thu đấy quậy ơi. À, thì ra hôm nay là Tết Trung Thu à? Không biết Tết Trung Thu ở dưới trần gian có gì hay không nhỉ? Quậy phải làm một chuyến du lịch xuống trần gian để vui Tết Trung Thu cùng các bạn nhỏ đây. Vui quá. Vỗ tay nào.
hãy cho một quà Đông Phong. Phải gọi chị Hằng mới được. Các bạn ơi, các bạn gọi giúp mời chị Hằng nhé. 1, 2, 3. Chị Hằng, chị Hằng ơi, chị Hằng, chị Hằng đây, chị Hằng đây. Chị Hằng xin chào tất cả các em. Chị Hằng chào cuối. Cuối cuối. Em chào chị Hằng. Và làm sao thì em chuẩn bị gì hết rồi vậy? Chị nghe nào. À tôi phải nghỉ đi nào. Chúng mình ơi, chúng mình Quầy nhìn đi, quầy nói, chị Hằng nghe nhá. Quầy bình tĩnh này, quầy nghe chị hỏi này. Thế trước khi làm mất châu thì quầy làm gì? Sao châu lại ở dưới hạ giới phụ quầy? Em thấy ở dưới trần gian các bạn chơi trung thu vui quá. À, dắt châu xuống đây để chơi chị ạ. À, thế là quầy mất châu đúng không? À, thế là quầy đã mải chơi và để quên mất châu rồi. Chính vì thế Ngọc Hoàng đã giấu châu đi để phạt quầy đấy. Bây giờ chị có một cách giúp quầy tìm lại châu. Quầy có muốn thử không? Bây giờ quầy sẽ phải trả lời các câu hỏi của chị Hằng về ngày Tết Trung Thu. Nếu quầy trả lời được thì Ngọc Hoàng sẽ trả lại châu cho quầy đấy. Ủa làm gì? Chứ các câu hỏi về Tết Trung Thu quầy cứ thừa. Chị Hằng đố đi. Quầy có trả lời được không? Trả lời được ngay. Chị Hằng đố nhé. Chúng mình hãy lắng nghe này, xem chú quậy của chúng mình trả lời có đúng các câu hỏi của chị Hằng và có tìm được châu không nhé. Câu hỏi thứ nhất này, chị Hằng đố quậy biết Tết Trung Thu hàng năm được diễn ra vào ngày tháng nào âm lịch? À, cái này em biết. Chúng mình lắng nghe nhé, xem quậy có trả lời được không? Tết, trả lời đi. Tết Trung Thu là ngày 15, đúng chứ nhỉ? Tháng 7 ạ. Các bạn học sinh trường Chăm Chắc ơi, các con có đồng ý giúp châu, giúp quầy tìm lại châu không? Bạn nào có thể trả lời giúp quầy câu hỏi này nào? Rất nhiều các bạn học sinh này, cô mời nào, cô mời con. Bạn nào giúp quầy nữa nào? Nào mời Tiền, mời một bạn nào. Nào cô mời ở đây, mời con. Chị Hoa Quỳ đã tìm thấy châu rồi.
khối 4 biểu diễn.
cứ vui.